Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với video của Sơn. Và trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ báo giá bộ K3 lim xanh. Đây là bộ thứ hai mà anh em Sơn đang quay để cho các bác xem. Anh em Sơn ở đây thì có rất là nhiều bộ, tuy nhiên rằng đây là hai bộ đầu tiên mà Sơn muốn giới thiệu với các bác. Mặt bàn lim xanh này thì Sơn cũng không muốn chia sẻ nhiều về chất gỗ nữa, mà Sơn sẽ đi thẳng vào cái câu chuyện báo giá. Và bác nào ok thì liên hệ với anh em Sơn để chốt hạ cái bộ này luôn. Bộ này thì anh em Sơn vẫn chưa cập lật lên website sonsapgo.vn. Dài là 2m84, rộng 88, dày 15. Và băng là dài 2m84, rộng 39,5 và dày 10. Toàn bộ bằng chất liệu gỗ lim xanh Tali nhập khẩu bên Nam Phi các bác nhá. Đây không phải là lim Việt Nam, cũng không phải là lim Lào. Đây là lim xanh Tali Nam Phi các bác ạ. Bằng chất liệu gỗ lim xanh luôn các bác ạ. Gần như là bộ này 99% là anh em Sơn loại sạch rác rồi. Bộ này thì có cái điều gì mà nó hay? Thứ nhất ấy, là bộ này rất là đẹp. Toàn bộ là gỗ đẹp, lựa không nứt, không tì vết, không tim, không rác các bác ạ. Thứ hai nữa là vân, là dòng vân chun. Dòng vân chun, đây là vân dọc dưa, như quả dưa hấu các bác ạ, như quả dưa hấu. Và thứ ba nữa là bộ này từ một cái cây gỗ khá là già luôn. Đối với các dòng cây lim mà anh em Sơn xẻ ở đây, gần như là những cây lớn nhất thuộc top của Việt Nam mình rồi. Vanh toàn bộ là trên 420 đến 408 hoặc hơn 500 vanh là chủ yếu. Nên là những cây này tạo ra những cái gỗ rất là cứng, đanh và già. Đối với các cái dòng gỗ như thế này thì nó có độ bền cao, là dòng lim mà thuộc hạng top đầu về cái loại gỗ bền, chắc và tỷ lệ chống cong vênh mối mọt. Nên là bác nào quan tâm đến các cái sản phẩm như thế này thì các bác liên hệ với anh em Sơn. Số điện thoại anh em Sơn để ở trên màn hình để có thể tư vấn các bác liên tục 24/24 giờ. Video này thì Sơn phép kết thúc tại đây. Rất cảm ơn các bác đã xem video, và Sơn sẽ quay các bác xem từng góc cạnh chi tiết. Nếu mà sản phẩm nó như thế nào thì Sơn quay tổng thể cho các bác xem toàn bộ. Bác nào ok thì liên hệ với anh em Sơn. Địa chỉ xem hàng trực tiếp tại quận 12, phường Hiệp Thành, ngay chỗ đường Nguyễn Anh Thủ. Bác nào ở quanh khu vực Sài Gòn cách bán kính 50 km thì anh em Sơn miễn phí vận chuyển. Còn đối với các bác ở xa thì anh em Sơn cộng thêm phí vận chuyển. Ngoài Bắc thì cộng thêm khoảng 3 triệu trở lại. Ở trong Nam thì cộng thêm khoảng 2 triệu trở lại, tùy xa gần. Còn đối với các bác từ 50 đến khoảng 100 km thì cộng thêm khoảng 500 đến 1 triệu đồng thôi. Rất cảm ơn các bác đã xem video này. Hãy bấm đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của anh em Sơn nhé.